Thứ sáu, ngày 29 tháng 4. Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu, tùy ý. Tình yêu san sẻ. Ngày 14 tháng 9 năm 2020, khối tài sản của tỷ phú người Mỹ Chuck Feeney chính thức về con số 0 sau khi ông phân phát hết toàn bộ 8 tỷ đô la Mỹ cho việc từ thiện. Qua Đức Giêsu, chúng ta có thể nhận ra rằng một tình yêu đúng nghĩa sẽ luôn đòi hỏi sự sẻ chia trong tư tưởng. Khi ta biết đồng cảm, thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của người khác, sẻ chia trong lời nói khi ta an ủi, khích lệ một người đang thất vọng, sẻ chia trong hành động khi ta biết trao tặng, trợ giúp. Thánh nữ Katharina Siena là mẫu gương phi thường về tình yêu và sự sẻ chia cho chúng ta. Cuộc đời Ngài gắn bó với việc nuôi dưỡng bệnh nhân và giúp đỡ người nghèo. Ngài chăm lo cho họ về cả thân xác lẫn linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh vượt thắng những ích kỷ của bản thân để luôn biết cho đi với tất cả tình yêu. Amen.